Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là má Tư cũng đến tại shop Lon nha cô chú. Thì má Tư cũng cúng khai trương shop của chị Lon nha cô chú. Phía trong thì cũng có chị Lon cũng đang thắp hương nha cô chú. Vừa rồi là má Tư cũng có cúng khai trương cái shop của chị Lon sáng ngày 9 tháng 1 nha cô chú anh chị.
giờ tới anh Hai cúng nha cô chú. Thì Loan đang cúng khai trương shop Bun Bun cô chú, thì cũng xuất hiện một người phụ nữ đến xin tiền nha cô chú anh chị. Cô chưa lên mũi lần nào nha, con đây đó, hai con nó bốn không biết, cô chưa lên lần nào. Con có lên mà. Tới chân tiền. Làm gì? Tới tiền. Ở đó. Đang khai trương cho tới chân tiền. Con chưa lên mọi linh nha, còn ở đây đó 24 nha, cô chưa lên. Không có ai chỉ cô là cô lên cho mộ Vũ Linh đó, tại vì cô có người chị và con chết trong lần mộ Vũ Linh. Quá vừa rồi là con thấy cô ở trong nhà cô chị Loan mà. Con nói cô lên mộ đâu? Cô chưa lên mộ nha, cô lên mộ biết liền, con ở đây đó 24 mà. Cô lên mộ rồi. Chưa. Mộ Vũ Linh ở bên đây, còn mộ của chị cô á là trong bên kế bên chị là con. Không có ai chỉ tới chút bơ chỉ. Chị bơ chỉ hả? Nhưng mà đang khách chưa cho cô tới cô chuyển tiền kìa, cô tôn trọng chứ. Vậy bây giờ cô muốn hỏi là bây giờ chừng nào cô tới được? Không được đâu cô. Không được, cô đang khai trương ngày mua của người khác mà sao lại cô lại đi? Trời ơi, ai xuống cô vậy? Không có ai xuống đâu. Trời ơi, chút bơ chỉ. Dạ chào chị. Bây giờ đây có xe ôm không? Đặng cô đi ra Như Sơn cô về. Đó cô chú, thì sáng ngày hôm nay là chị Loan và má Tư và anh Thái cũng đang cúng khai trương cái shop Bun Bun đó cô chú. Thì cũng xuất hiện một người phụ nữ cũng đến shop gây rối cho cô chú, thì cũng xin tiền này kia cô chú vậy đó. Thì cái cô này là em cũng vừa rồi là em cũng có thấy là cũng đã qua nhà chị Loan rồi cô chú chị.